Tại mình là đi Phước An đi Đầm Đặn nha. Đầm Đặn này chắc cũng không có cá nhiều đâu, chắc nhỏ nhỏ mấy cá mằng đâu đó hai ngón tài. À, cái đầm này á hôm nay đặng được theo Vinh chắc được 3 tháng rưỡi rồi. Đặng nói thì có mấy con cá măng nhỏ nhỏ đó mà không biết nó nhiều không, mà size nhỏ lắm. Hồi trước Tết giờ thì Vinh chỉ có đi có một lần thôi, hồi bữa đi bên đầm chú Tư Đà mà bị bể đầu rồi. À, hy vọng hôm nay không có bể đầu để Vinh làm clip cho anh em xem nha. Chứ hồi Tết giờ Vinh chỉ câu có một lần à. Tết giờ Vinh bận quá trời. Sáng thì anh em cứ câu mồi nổi thôi, câu nửa tiếng thì anh em đổ mồi chìm. Mồi nổi thì chó nó ồn, chó nó ồn quá. Mồi nổi thì con cá nó thu hút con cá nó từ xa nó tới nó săn ngồi hơn. Còn mồi chìm á thì anh em đánh sáng sớm thì nó không có bằng ha, tại vì mồi chìm nó không có âm thanh nhiều, nó không có chuyển động nhiều. Đó, thì anh em cứ đánh mồi nổi thôi. Nào nó không ăn thì cứ đổ mồi chìm chơi. Mà đâu? Rồi. Thôi. Thôi. Không đó, còn đó không? Đi đi. Đi đi. Con nó lắm trắng. Hâu con ngoài sát lên để nó máy vô con chó con cái nó chạy. Đi đi đi. Anh em đi vô đầm cẩn thận nha. À bình thường thì bên đi mấy con chó nó giống như là nó tùy người hay sao á thì chó nó ít sổ, nhưng mà sao hôm nay không biết sao mà mấy con chó này chắc bên đặng ít có người vô á. Hôm nay nhìn thấy nó hăng quá. Hôm nay mình thấy mình sợ đó, mình không dám đi nhiều á, phải canh nó coi sau lưng mình. Anh em mà đi vô trong đầm á mà con chó á mà nó sủa mà nó đi lùi á thì anh em cứ đi tới. Còn nếu mà con chó mà nó sủa mà nó đứng lại á hoặc là nó đi tới mình á thì anh em đứng lại nha. À, thủ thế nha. À, coi chừng là nó cắn mình á, tại vì con chó mình nó bước tới á là chứng tỏ là nó muốn tấn công mình á. Còn những con chó mà đang sổ mà đi lùi thì không sao. My lên cá quá trời luôn anh em ơi. My đang đánh con Lam Đao. À, Vinh thì vẫn đang đánh mồi nổi. Kiếm bên đang kiếm coi có con nhồng nào nhỏ nhỏ không, kiếm săn mồi nổi nè. Mình không đánh Lam Đao mà đánh mồi Minh Đao thôi. Tại vì cái đầm này hồi xưa á, cái nhộng nó cũng to lắm. Giống như cái chỗ thổ cái thổ dưỡng ở đó đó, giống như cái phía ngoài á là nó có một cái ổ cá. À, thì chỗ nào á mà ở ngoài sông á nó có ổ cá gì á thì trong đầm á ở đó nó có cá loại đó. À, giống như ở đây á thì theo bên đó thì nó cá nhộng nó nhiều. Đó. Thì đầm đây thì nó sẽ phát triển cái dòng nhiều hơn. Đánh mồi nổi sáng giờ chưa còn là ăn. Mày vô nữa á Dậu. mày lên cá hoài luôn á. Chụp hình chị mày đi.
trên dính. À, lên hàng anh em ơi, từ Tết đến giờ. Con này là Vinh đang đánh là con Jacko Racer Bass 006. Thì con này là dòng working dog nhưng mà Vinh đánh Vinh giật luôn. À, con này mình đánh kiểu đó nó cũng khá là hay á. À, con hôm nay nó không chịu ăn mồi nổi, mà ăn mồi chìm. Không, mình đánh con Jacko Racer Bass. Cái măng á, thì anh em nên đánh những con mồi nó nhỏ nhỏ, tại vì miệng cái măng nó cũng không được to lắm á, với lại cái trọng lượng cái măng nó không có lớn, thì anh em đánh những con mồi nhỏ thì nó sẽ dễ dính hơn những con mồi lớn hơn. Bữa Vinh cũng đánh bằng con giấc cầu đại xe bét này mà Vinh đụng con đó thì theo Vinh là chắc khá là lớn á, bộ nó chạy ghê lắm nhưng mà cuối cùng mình bắt không được, tiếc dễ sợ. Ha, con này đánh kiểu này hay á anh em. Lên hàng. Lên hàng nha. Jacko Racer Bass 006. Con này nó hơi nặng á, nó 16 gram á. Con của mình á thì phải cỡ ML đổ lên mình mới đánh được ha. Còn L là nó hơi yếu á. Mình lên cái măng rồi nè. Nó còn nằm đau. Bé Linh ơi, chắc phải đi về cứu cái thùng đá qua, bỏ đá vô miếng cá măng rồi Bé Linh ơi. Ờ, kêu nặng nó lấy cho mình á, kêu bỏ vài cục đá vô. Ăn cá mình cá. Anh chụp hình. Nãy con kêu nó nhỏ vậy. Không, cái này bắt hết để nó ăn tôm ghê lắm, mấy con này nó ăn tôm ghê lắm. Cái gì dướng chứ có ăn đâu. Ăn á. Ăn rồi nó lưỡi nó lộn thôi. Đó, lên hàng mới lên hàng. Nhưng ăn quá trời. Dạ luôn. Gỡ dục lên bờ đi rồi để đeo anh gỡ cho. Nó mới nó sạch chưa? Cảm ơn để xuống cho nó để văng. Đây con sợ chó nó cắn. Rồi đâu hết rồi? Đâu vô đó đó. Con đường nó vô gì đâu, quá trời luôn, nguyên ổ luôn anh em ơi. Này mà chủ đầm thấy mình bắt vậy là chủ đầm khoái luôn á. À, nhỏ xíu vậy nè mà năng tôm khủng khiếp luôn á. Anh em nhìn cái body con cá nó nhỏ xíu rồi không? Body nó ốm rồi nó chạy nhanh lắm, năng tôm khủng khiếp lắm, để phải diệt nó thôi. Còn cái măng này á thì mình ăn, mình làm chả, mình nạo ra mình làm chả ngon lắm, nhưng mà trước khi anh em nạo anh em phải để cho nó khoảng 3-4 tiếng á, chứ đừng để cá tươi nạo nha, cá tươi nạo nó không có ngon đâu, mình phải để 3-4 tiếng
là cá nó bắt đầu giống như nó gần qua sình rồi đó, à, mới dính nữa nè, thì anh em nạo nó mới ngon. Đúng rồi hả? À, còn để con cá tươi quá anh em nạo khó lắm, khó nạo lắm. Mấy cái nhỏ này á, anh em đánh đi cần L, UL nó phê hơn mà nó dễ dính hơn. Tại vì cái cọng dây nó nhỏ, nhạy cá hơn. Còn Vinh đánh đi cần ML này á thì bắt cá lớn hơn thì ok, nhưng mà cá nhỏ thì nó không nhạy bằng. Bỏ vô nó không có sình. Vô. Vô. À, bỏ vô luôn đi, ở trong mấy cục đá lên đó. Mình đang đánh con này là con giác cồi Chico Don size 55 H đúp. Cái măng nó nhiều lắm nhưng mà nó nhỏ không, bởi vì nó táp cái con mồi nó không được vô lắm á, bởi vì xảy hoài. À vũ lên nè. Báo. Mà báo. Trời, vô, xảy nữa, kỳ vậy ta. Ăn lê lệ luôn anh em ơi. Con chiêu rồi nó đẹp vậy mà nó táp hụt. Em nhìn nè. Con này thì cái mã này là hơi hiếm ha. Cái mã hồi nãy bên đánh là cái con 53 H đúp á, thì nó không hiếm bằng mã này. Mã này thì nó hiếm hơn. À, mã này thì nhìn nó đẹp hơn. Cái kia thì nó cũng ok, con kia thì nó quăng xa hơn cái này ha. Nhưng mà con này thì hiếm hơn. Mình đánh nãy giờ nó ăn của mình chắc phải 6-7 cái à. Mà chưa có con nào bắt được bằng con này hết á. Chắc có thể là nó nhỏ quá đi, nó táp không có chính xác á. Anh em đánh cá măng á thì anh em nên đánh lưỡi gamma ha. Cái con này của mình á thì mình để lưỡi BKK á, nó không có nhạy bằng. Nếu mà anh em đánh gamma nó sẽ bám cá hơn. BKK á thì được nó cứng, cái lưỡi nó cứng. À, bắt cá lớn thì nó ok, nhưng mà bắt cá nhỏ thì nó không có bằng lưỡi gamma ha. Lưỡi gamma á thì lưỡi cá lớn cũng ok, cá nhỏ cũng ok. Ok. Dính con cũng được cầm tay á. Xảy hả? Mày xảy nữa. Đó thì anh em nếu mà muốn mà bắt cá măng không thì nên đỡ lưỡi gamma thì nó ok hơn. Không biết cái cá quýnh cũng được nhưng mà cái độ sốc của nó không có cao bằng lưỡi gamma. Em để im luôn anh Vinh. Mọi cũng ăn. Đó. Đó. Hết. Chụp dưới trên máy thì mà không lần. Đó. Lên hàng. Đi gỡ ra đi. Chị mới gỡ. Lấy cái kẹp vô ngay cái lưỡi. Ứng sáng vô. Mấy cái này đánh đây cần mì mới đã, cần anh nó hơi cứng. Chấm. Trời ơi nhảy quá trời nhảy. Mày. Trời. Ở sao không chích cái thùng lại đây gần cho mát nè chị Mỹ. Ừ.
Nên em nhịn cá nó nhỏ vậy nè, vậy sao mà nó tấp không hụt. Nó hụt hoài luôn á. Từ bính năm nào nhỏ 7 gram nó mới ăn được. Chắc con đó bây giờ mập nhất quá. Đúng rồi, con đó bự. Bự nhất ở đây. Để im luôn á. Em để im luôn. Đó đó đó. Còn không? Con nó ăn mập á. Một nó. Đây cái ngày của anh em này. Ê, vô. Má. Vô. Đó. Chụp đúng rồi. Chỗ nó lên hàng nè, nãy giờ câu cũng nhiều á. Cá. Chụp tấm là kỷ niệm á. Ok. Đưa đơn cá tới ngay mạng nè. Ok đúng rồi. Ê, đó, nè cái cá mà thấy cá lơ con mắt hay mà anh nhìn. Sao mà thấy được? Nè, con cá nó nhỏ quá. Từ từ phải. Bự đó nhìn. Bự nha. Ồ, con. Chiêu đó anh, chiêu đó anh. Chiêu đó anh, vô lên. Đây, chưa. Dạ, bây đã, vô đây vô. Con đó bự chiếc cái gì. Đây, để chụp chân vô ra, đó, anh nhìn để. Đó. Đây, nắng thật. Rồi, từ từ. Đây đẹp hơn. Mình đánh bằng con chi ron nha. Cái này là 53H đúp. Con này đánh cá măng ok lắm. Nhưng mà cá này nó hơi nhỏ, nó không có dính nhiều á. Ừ. Ở vô với Linh ơi. Ai tính. Trời, bắt cái hùng cá hết hồn. Không, đá mới gửi chứ. Với Linh rồi vậy để nó văng vô mặt. Ngày sáng này giống Vinh câu được như đây nè. Quá trời luôn ha. Nhỏ nhỏ nhưng mà cũng ok lắm, cũng vui. Dướng hai cái vô luôn. Không có, con gì nó cũng ăn hết đó. Con gì nó cũng ăn hết đó. Mà ông Quýnh không ăn. Ừ. Mà nhường chỗ cho ông đánh, mà ông đánh cũng không ăn. Chiều gòn nè em ơi. Này quảng cáo bao ngon luôn. Trời ơi có đi cho tôi hình cái coi. À, Vinh đang đánh con này là con Chiron 55H đúp nha. Con này là mã hiếm nè. Sáng giờ mới dính đó luôn á. Sáng giờ cá nhỏ quá mà đâu có dính được đâu. Bây giờ con này nó nuốt sâu. Bây giờ mới bắt được nè. Mình test xe đi. Vô với Linh. Bà thấy luôn hả? Đâu cái nó bị lên bệnh viện. À số trời ơi nó dính tá rã một bên sao gỡ. Nên đánh nhẹ nhàng không có cần phải làm gì, nó cứ vũ vũ rồi nó ăn thôi nè. Đẹp chưa? Cá quá đẹp ha. Lên hàng, lên hàng. Lên hàng. Con này là con Chikoron nha. Size 53H đúp. Quá đẹp này mọi người. Cá nhỏ quá nè.
đâu có cần làm gì đâu, xoay xoay cái mình cống mà. Lên hàng, lên hàng. Hai con nhẹ nhàng tình cảm. Hôm nay em ơi, câu cá măng dễ chưa từng thấy luôn, quá dễ quá dễ, không cần mà đánh gì đâu mà xa xôi, cứ hai miệng cống mà nhấp thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.